chào mọi người nha. Bây giờ em đang đến Canalit rồi nha cả nhà ơi. Đó, giờ bắt đầu của em sẽ vô Canalit nha, chơi tới bến luôn nha. Ủa mọi người đâu rồi anh Vân? Đó. Anh cứ Nguyễn đâu anh? Anh cứ Nguyễn đi rút tiền nha. Đó, anh Vân làm đây anh Vân. Đó, ai mà muốn bút bàn có thể liên hệ anh Vân nha. Không, chờ anh cứ Nguyễn cái. Đó, giờ vô cởi nha. Đó, Canalit nha cả nhà. Ở Nam Kỳ Khởi Nghĩa nha, anh Vân cũng là quản lý đây nha. Đó, có nhiêu chơi nhiêu nha cả nhà. Bình thường. Anh là trước đây là ok. Ok. Tới quá cả nhà ơi.
ơi cho nó lướt nha. Thank you.
We'll be right back.